Thưa quý vị và các bạn, sau khi đưa vào hoạt động quan trường biển Sầm Sơn với quy mô 2 hecta, sức chứa khoảng 10.000 người vào mùa hè năm 2023, hiện nay công ty cổ phần mặt trời Sun Group đang khẩn trương xây dựng và lắp đặt thiết bị để đưa tổ hợp công viên Sun World Sầm Sơn đi vào hoạt động vào cuối tháng 5, phục vụ trong mùa du lịch hè 2024. Tổ hợp công viên Sun World Sầm Sơn bao gồm công viên nước và công viên chủ đề có quy mô hơn 33,5 hecta, tổng mức đầu tư giai đoạn một hơn 1 hơn 1.500 tỷ đồng. Đây là quần thể công viên vui chơi giải trí ngoài trời với quy mô đầu tư và diện tích lớn hàng đầu miền Bắc. Sun World Sầm Sơn lấy cảm hứng từ dòng chảy văn hóa, kết nối và lan tỏa những câu chuyện huyền thoại của các dân tộc Việt Nam. Dự kiến khi hoàn thành sẽ tạo ra một không gian vui chơi giải trí đẳng cấp, thu hút du khách khi đến Sầm Sơn. Hiện nay thì chúng tôi đang tập trung mọi nguồn lực để cố gắng đạt được tiến độ trong giai đoạn 1 là trong tháng 5 này À, sẽ hoàn thành giai đoạn 1 để kịp đón cái dịp hè của 2024 à, với thiết kế của công viên rất là hiện đại cũng như là các trò chơi mới hiện đại thì à, sẽ sẽ giải giúp chúng tôi bài toán về thiếu hụt trò chơi hiện nay tại Sầm Sơn. Sun world Sầm Sơn giai đoạn 1 đưa vào hoạt động phục vụ nhiều lứa tuổi và gia đình tới vui chơi giải trí như bể tạo sóng, sông lười và các trò chơi cảm giác mạnh trong đó có những tổ hợp trò chơi dành cho gia đình và trẻ em lần đầu tiên xuất hiện tại Đông Nam Á và châu Á. Dự án này cùng với các dự án khác của Sun Group gồm quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội, sâu trình diễn nhạc nước, các dãy nhà phố thương mại sầm uất sẽ góp phần nâng tầm đưa Sầm Sơn trở thành điểm đến bốn mùa đa dạng hoạt động vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng, hiện thực hóa mục tiêu đón gần 10 triệu khách của thành phố trong năm nay.